Anh ơi, ra bãi đồi nhái bắt ốc móng tay ở chỗ nào? Sao em đi kiếm hoài không thấy? Thực sự các bạn chỉ coi clip của mình rồi các bạn cũng xách bịch muối ra bãi đồi nhái tìm bắt ốc móng tay. Nhưng mà chắc chắn rằng các bạn ra đấy, nếu các bạn không biết chỗ bắt á, thì các bạn sẽ tìm hoài mà không thấy được con nào luôn đấy các bạn. Thì các bạn ra bãi đồi nhái, các bạn muốn bắt được con ốc móng tay này, thứ nhất là các bạn phải tìm đến cái vị trí bãi đá, bên cạnh nó có một cái đăng đi về hướng bên cầu Cửa Lấp nha các bạn, hướng Long Hải cầu Cửa Lấp đó. Thứ hai là các bạn phải đi đúng thời điểm của nó là sau khi nước rút khoảng cỡ 30 phút thì lúc đó cái hang của nó mới xuất hiện. Rồi nhiều bạn mình thấy cũng mang theo cây ống hút để hút tôm tít sữa như vậy. Nhưng mà mình thấy nhiều bạn hút không đúng kỹ thuật, các bạn hút bị xéo hay là lệch cái hang thì cũng không bắt được con tôm tít sữa này nha. Rồi ra đây bạn nào muốn bắt nghêu hay là bắt ốc mỡ thì các bạn đặc biệt phải biết nhìn ở dưới cát. Các bạn cứ nhìn ở dưới cát thấy một vùng cát nó nõm xuống hoặc là một vùng cát nó bị đùn lên á, thì chắc chắn dưới đó nó là một con ốc mỡ hoặc là một con nghêu như vậy.